Ok, hãy sơ bạn đã quay trở lại với channel mình là Hành Trung Yên bên đây. Thì ok, theo yêu cầu của các bạn thì hôm nay mình sẽ đi phượt trên chiếc Gold Win này nha. Mới boss xong là phải đi phượt cho anh em xem. Thế này yêu cầu mình quá. Ok. Đó. Đó, Gold Win team màu xanh. Đó, mình có nên chở gái không các bạn? Hơi bị gắt. Chở thêm một em body siêu mẫu nữa đi. Trời ơi. Ok, em này cũng được. Nhìn cũng hơi già già thôi. Ok, được. Hai đòi nón là được không? Rồi, không có nón rồi. Em yêu này không có nón. Nôn. Hôm nay chúng ta sẽ đi phượt ở đâu đây? Chở em yêu đi phượt. Vô. Ấy. Ấn. Thấy không các bạn, thấy luồng lách không? Cái này luồng lách đã lại. Luồng lách như xe tay ga vậy. Ấn. Ấy. Thấy không? Dòng lại hết xe dòng lại luôn. Cái con win này quá bá đạo. Anh em nhớ like và subscribe kênh của mình nha các bạn. Mình hiện tại có like trên kênh Facebook cũng như là YouTube, trên kênh Hành Trung Yên Minh cũng như là Facebook của Hành Trung Yên Minh luôn nha. Bạn có thể search lên fanpage của mình dưới phần điểm search. Ôn. Em yêu ơi, ôn. Chạy nhanh quá. Ôn. Oh my god, thôi bỏ em yêu. Bỏ đi. Rồi luôn. Mẹ, ngăn kẻ em yêu không kịp. Em yêu mình bấm chó quá. Rồi đụng cái xe cũng nát luôn rồi. Bể phần nửa đèn. Lên em yêu. Quên. Cái này không bắt đầu không nổi. Ây da. À. Có em yêu món chó đi heo cũng đỡ khổ. Khi nào đụng mình cái là bum. Rồi luôn. No. No, chết em yêu luôn rồi. Oh no. Oh no. Oh no, quá nhiều máu mày ơi. Quá nhiều vết máu. Thảm cảnh nó sẽ ra bạn. No. Em yêu mình chết rồi kia kìa. Tai nạn thảm khốc, rách áo luôn rồi. Quá nhiều vết máu. Mà có thể bạn tránh sẽ cướp khỏi chiếc con win của tao được không? Thôi cho em yêu khác vô. Không phải mình phải nhập bắt tử cho bản thân mình mới được. Không thôi mình sẽ có thể chết. Lên cốc đầu luôn em yêu ơi. À! No. Khi mà đập đầu về vô cùng điện. Thôi bỏ. Chơi đủ. Em chết chổng không các bạn ơi. Để mình qua đây mình, cho bạn xem. Em yêu mình chết chổng không luôn. Chơi đó. Trời ơi, cái xe đập ngã xe. Quá thảm thương. Dù tai nạn nó xảy ra em yêu mình chết chóng mông luôn. Oh no. Chết hoài luôn, khổ vãi. Khổ vãi các bạn à. Quá buồn. Quên.
luôn 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 đi phượt là phải như này hả? And rip luôn. Godwin là phải chạy như này. Yeah. Hai anh em ta chơi được chiếc xe tăng. Vô. Đó. Thể hiện khả năng lù lách cho bạn xem. Quá ngầu. Vô. Em yêu mình rèn. Wow. 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 Chạy nhanh thôi. No. Em yêu bỏ. Được, bắn nó thật hiểm. Cái xe mình nát quá rồi em yêu ơi. Chúng ta liệu có đi vượt thành công không? Hay là chết giữa đường nữa đây? Tại vì chết hết hai em yêu rồi. Trời ơi, đừng giữ nó em yêu. Quýnh mình chết. Ôi mày quá. Không có này chạy lại là hai đứa mình lao dưới kia là chết mẹ luôn đó em yêu à. Ôi ôn 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 vô quá ăn liền rồi no chết cha yêu lại té núi thật em bị chết thảm quá. Sống dậy đi Bill, tỉnh dậy đi tỉnh dậy có được không? Không rồi tiêu rồi. Đi phượt chỗ này chết người rồi. Tất cả là tại cái G này hết. Phượt chiếc này mình đi hơi lái không cứng là hơi bị nguy hiểm. Quên lắc nó thôi, khe cửa hẹp vô ơn a ui ơ giờ tí nó bị kẹt luôn rồi. Lấy chiếc con pin này hơi bị nguy hiểm, chiếc này bự quá. Vượt thủ như chúng ta còn phải rất là lái rất là cực để có thể lái được điều khiển được chiếc này. Gồm cũng thoát khỏi cái đèo nguy hiểm nhất thế giới rồi. No. Trời chiếc này đụng mạnh cái nào đó cũng dừng lại một xíu à. Chiếc này không chà được, nặng lắm. Em yêu đâu lên đây. Bé em yêu té mới vui. Không đợi bảo hiểm vô là tại vì ngu nha. Em bị ngu lắm ngu. Xe đạp nè. Nó đá đèn kìa. Thôi. Tí vai giật. Giờ chúng ta sẽ diễn xiết luôn. Sẽ bay bên kia. Yeah. No. Xe đâu rồi? Chiếc con win 1000 mã lực của mình đâu rồi? Lên đây. Ui, lên đây quần áo đẹp nha. Đạp máy lên, lên. Chui vô bụi luôn. Hai đứa làm gì chui vô bụi luôn. Hết tốc độ.
Mến đẹp ghê ha. Ở đi phượt tới như thế này đó là im điềm. Không, thì chiếc con Queen này mình chạy nhanh mà, nhưng mà nó vẫn chậm cho nó cái kính phía trước. Rất là vững, rất là im đúng không? Chạy đường dài phê phải im. Rất là im luôn. Thấy không, bạn hãy chạy rất là nhanh nhưng mà trong xe ngồi rất là im. Mình có thể tăng mã lực trên chiếc này lên 400 mã lực luôn. Đấy, 400 mã lực luôn. Chiếc con Queen này 400 mã lực chắc căng lắm. Mình sẽ chạy tiếng đường về thành phố. Trời chiều chiều này chạy 400 mã lực. Trời ơi, nó kéo kìa. Rồi, nó kéo. Ồ, Max Speed đó. Trời ơi, mạnh phải liền luôn, như hập luôn bạn. Ôi kéo kìa, ôi dằn dằn kìa. Cảm nhận được cái phuộc nó dằn luôn bạn. Rất là chân thực. Quá nguy hiểm. Hay là mình ta lái cứng. Lùn lách kìa. Con Queen lùn lách ghê quá. Con lách coi rồi luôn. Ôi ôi trời ơi sợ lắm. Chiếc này hơi bị bự để lách các bạn. Ôi cái cửa này sao qua đây. Ủa lách ghê quá. Cảm giác như nó bự mà lách vẫn đã, vẫn phê như thường. Rất là dễ lái luôn, không ngờ tưởng nó bự vậy khó lách chứ thật ra dễ lách phải đi. Ôi chạy quá tốc độ về thành phố. Bỏ IPU, bỏ đi anh ấy, bỏ là bỏ đúng rồi. Lên này sẽ chạy thử chơi đêm. Oh no. Trời đêm hơi khó lái một xíu. Ôi. À. Bắn tập trung quá. No. Rồi luôn, em yêu là thiệt mạng rồi. Lái ban đêm rất là khó tập trung của bạn, chờ cái đồ bộ đồ mình thắng quan nè. Đẹp không? Sáng tinh hồn. Uống cho ma lực cho bạn, sức mạnh uống cho ma lực. À! Tiếp đụng một pha căng não ở Lim. Dạ ok, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha. Nếu bạn hay đừng quên bỏ lại một like và một subscribe để ủng hộ channel của mình. Bye bye mọi người.